Vì sao phương án nhân sự tử trụ là tuyệt mật? Những nội dung liên quan đến việc thi hành kỷ luật đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phương án nhân sự với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội chưa công khai sẽ là nội dung tuyệt mật. Thông tin được nêu ra trong quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của đảng do Thủ tướng ban hành sẽ bao gồm 3 mức độ: tuyệt mật, tối mật và mật. Bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật sẽ bao gồm các nhóm thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, kinh tế xã hội và công tác dân vận, quốc phòng và an ninh. Đáng chú ý, các nội dung liên quan đến kết luận, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai. Các nội dung liên quan đến quyết định, kết luận, tờ trình và kế hoạch, báo cáo, thông báo, công văn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề chính trị của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai. Các thông tin của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai cũng là bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật. Ngoài ra còn có những nội dung về chiến lược đối ngoại liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của đảng ta với các đảng, các nước lớn, nước láng giềng. Các nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình của các cơ quan, tổ chức đảng, trình xin ý kiến Trung ương Đảng về kinh phí đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh, chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công khai. Các nội dung bí mật nhà nước thuộc mức độ tối mật sẽ bao gồm các thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo chung như kết luận, biên bản xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến đối ngoại, an ninh quốc gia, điểm nóng an ninh trật tự, an toàn xã hội, bút tích của các ủy viên Bộ Chính trị giải quyết các vấn đề phức tạp. Các thông tin công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng liên quan đến việc giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai. Phương án, kế hoạch liên quan đến ý kiến chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, cấp tỉnh về quá trình xem xét bầu cử, ứng cử, điều độ, bổ nhiệm từ chức, nghỉ nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý cũng thuộc diện này. Lợi dụng thông tin này, nhiều trang mạng phản động như BBC, Việt Tân lập tức đăng ra những luận điệu xuyên tạc, đăng tải nói xấu đảng, nhà nước. Trả lời trên đài BBC, đối tượng bất mãn Nguyễn Quang A phát biểu, cho rằng chuyện nội bộ của một đảng chính trị là chuyện riêng của đảng đó, không thể liệt kê những cái đó vào cái gọi là bí mật của nhà nước. Với một người bất mãn, luôn có tư tưởng chống phá, thì Nguyễn Quang A cố tình không hiểu rằng bí mật nhà nước, xét cho cùng là các thông tin phản ánh lợi ích của quốc gia. Nếu để lộ mất thì ảnh hưởng tới lợi ích của nhà nước, xã hội. Nếu như ở phương Tây, với một chế độ đa đảng, thì bí mật của đảng không phải là bí mật quốc gia, vì việc lộ các thông tin của một đảng không ảnh hưởng đi tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Như vậy, việc lộ các thông tin bí mật của đảng với vai trò lãnh đạo nhà nước, xã hội chắc chắn là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Đây là một điều không thể phủ nhận.